vinh hoa phú quý của một người trong cuộc đời này không phải là ngẫu nhiên mà là do đời trước vung trọng đạo lý này trong liễu phàm tư huấn đã phát huy vô cùng thấu đáo cho nên con người sanh đến thế gian này liệu chúng ta có bao giờ nghĩ đến tại vì sao ta lại đến thế gian này ta đến thế gian này là để làm gì Sau khi đời này hết rồi Ta lại đi về đâu Có thể nói Đây là vấn đề lớn của nhân sanh Nếu như có thể nghĩ đến được vấn đề này Thì người này bắt đầu dần dần giác ngộ rồi chỉ cần thường xuyên để vấn đề này ở trong tâm mình nhà phật gọi là nghi tình tiểu nghi có tiểu ngộ đại nghi có đại ngộ thường xuyên nghĩ đến vấn đề không cần thiết đi tìm cầu đáp án tìm cầu đáp án thì là vọng tưởng rồi mà lâu dần thì sẽ ngộ nhập Hốt nhiên đại ngộ Bạn liền sẽ hiểu rõ Hơn nữa Phật trên Kinh nói với chúng ta Nhân sanh thu nghiệp Chúng ta nghe câu nói này Cảm thấy rất buồn Thế nhưng đó là sự thật năm 1977 tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Ở tại giảng đường Quang Minh của lão pháp sư Thọ Giả. Trên đại điện giảng đường của ông có treo một câu đối. Trên câu đối viết là: Phu thê là duyên, có thiện duyên có ác duyên oan oan tương báo vế thứ hai viết là con cái là nợ có đòi nợ có trả nợ không nợ không đến cặp câu đối này đã viết ra tương tận mối quan hệ giữa người với người ở trong thế gian rồi quan hệ giữa người và người là gì là ân oán nợ nần nếu như không có ân oán nợ nần thì sẽ không gặp nhau chúng ta hàng ngày đi lại trên đường nhìn thấy rất nhiều người cũng không có ai chào hỏi bạn đó là gì không có duyên nếu gặp gỡ bạn cười với bạn gật đầu với bạn thì đó cũng là duyên nếu trừng mắt nhìn bạn nhìn thấy bạn không vui đó cũng là duyên cái duyên này cạn đại khái trong đời bạn chỉ gặp một lần sẽ không gặp lại nữa nếu như duyên sâu thì sẽ trở thành bạn bè trở thành thân thuộc trở thành người một nhà đó chính là sự việc như vậy cho nên phật nói với chúng ta nhân sanh thù nghiệp bạn tạo nghiệp báo trong đời quá khứ thì đời này bạn đến thọ báo đây là nói về chúng sanh trong lục đạo công một người nào tránh khỏi phật bồ tát trong lục đạo hiện thân thuyết pháp hiện thân là tùy loại mà hiện chúng sanh có cảm phật liền có ứng phật hiện thân thuyết pháp là vì điều gì là vì giúp đỡ những chúng sanh này giác ngộ giác ngộ được thì tốt rồi đem thiện duyên và ác duyên của bạn đều chuyển hóa thành pháp duyên cho nên học phật không có gì khác học phật chính là khai trí huệ trí huệ khai mở rồi thì hiểu được làm thế nào để chuyển biến Chuyển thành Pháp Duyên Điều này mới có thể giải quyết được vấn đề Cho nên Thánh Hiền Thế Xuất Thế gian Dạy chúng ta cần phải tích công lũy đức cải thiện một cách triệt để tiên sinh viên liễu phạm là một tấm gương từ xưa đến nay trong và ngoài nước những tấm gương như ông có rất nhiều chỉ là không ghi chép ra thôi Không được lưu thông Chuyện của ông được viết thành văn tự Người đời sau xem được thấy là quan hỷ Cho lưu thông với số lượng lớn Nên chúng ta mới biết được Là có một chuyện như vậy Kỳ thực người giống như Tiên sinh viên liễu phàm Giác ngộ như thế này Sửa lỗi như thế này Thanh tụ như thế này thì có rất nhiều Chúng ta cần hiểu rõ Chúng ta cần học tập Dẫn mạng là từ đâu mà có vậy Dẫn mạng là do chính mình tạo ra Trong đời quá khứ tạo nghiệp thiện Đời này đến hưởng phước Nếu trong đời quá khứ tạo nghiệp ác thì đời này phải chịu khổ chịu nạn rồi Không phải là do người khác tạo cho mình Cũng không phải là Thượng Đế tạo cho mình Cũng không phải là Diêm La Dương tạo ra cho mình Mà là chính bản thân chúng ta trồng nhân như thế nào Thì đời này sẽ kết thành quả báo như thế đó Cho nên đó chính là tự làm tự chịu hiểu rõ chân tướng sự thật thì bất luận là chúng ta hưởng phước hay chịu tội thì trong tâm chúng ta sẽ rất bình lặng sẽ không oán trời trách người nhìn thấy người khác có vinh hoa phú quý thì cũng không ao ước nhìn thấy người khác chịu khổ chịu nạn thì tâm thương xót tự nhiên sanh khởi lên biết được hết thảy sự việc đều là do có nhân nên mới có quả thì chúng ta liền biết được làm thế nào để cải thiện tổng nguyên tắc tổng cương lĩnh của việc cải thiện chính là đoạn ác tu thiện hơn nữa phật dạy chúng ta như chư phật bồ tát các ngài thực hiện được còn thù thắng hơn chúng ta cao minh hơn chúng ta các ngài có thể lìa hết thầy tướng mà đoạn ác tu thiện chúng ta ngày nay đoạn ác tu thiện rất tốt nhưng không làm được việc lìa tướng phật nói cho chúng ta biết cây nhân quả bên trong nếu như lìa tướng đoạn ác tu thiện thì bạn liền chuyển phạt thành thánh bạn liền trở thành bồ tát trở thành phật nếu bạn không lìa tướng mà đoạn ác tu thiện bạn sẽ được quả báo ở trong lục đạo hay nói cách khác đó là việc các hung họa phước của Phạm Phu Không phải là của Thánh Nhân Sự khác nhau giữa Thánh Nhân và Phạm Phu Chính là ở chỗ có thể lìa được hết thầy tướng hay không Việc này chúng ta Có thể làm đến được hay không Thật thà mà nói là có thể làm được Chỉ xem chính bản thân chúng ta có chịu làm hay không mà thôi nếu như sẵn lòng làm chịu làm thì không có điều gì là không làm đến được điều này chính là đại phước tối cao phước báo của người thế gian không thể so sánh được Phật đạo cứu cánh viên mãn trong thập pháp giới tại vì sao có người không học Phật tại vì sao không học làm phật tại vì sao cam tâm tình nguyện làm phàm phu ở trong lục đạo phàm phu ở trong lục đạo rất khổ tuy là tu một chút phước được một chút vinh hoa phú quý bạn đạt được tài phú đạt được quyền lực đạt được địa vị nhưng thời gian ngắn ngủi chớp mắt liền qua rồi khi hưởng thụ vinh hoa phú quý thì rất dễ dàng tạo nghiệp vô tri vô giác liền tạo nghiệp tạo nghiệp gì vậy là nghiệp gây trở ngại cho người khác làm tổn thương người khác thí dụ như một ngày ăn ba bữa cơm Thịt mà bạn ăn chính là là tổn hại chúng sanh Động vật cũng là một sanh mạng Trên Kinh Phật nói rất hay Người chết làm dê Dê chết làm người Con người Sau khi chết đọa lạc vào đường súc sanh Mấy tháng trước đây Cư sĩ Tề ở Đông Thiên Bục Sơn Kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện Mà chính bà tai nghe mắt thấy Xảy ra ở khu vực ở nơi bà Là người thân của bà Có một buổi tối Một người nông dân lấy máy cày về nhà Trên đường gặp năm người Muốn ngồi nhờ máy cày của anh Họ muốn nhờ anh đưa họ đến một thôn trang khác Nhanh một chút Họ nói có việc Rất gấp Là năm người Là họ lừa anh Anh nói được rồi tôi đưa các anh đi 20 đồng một người Tổng cộng là 100 nhân dân tệ Rồi đưa họ đi Họ đưa 100 đồng cho anh Sau khi trở về anh rất vui sướng Nhưng kết quả khi xem lại Thì đó là giấy tiền vàng mã anh cho rằng mình bị lừa đảo rồi Nên cả đêm không ngủ được Đến ngày hôm sau khi trời chưa sáng Liền lấy mấy cày Đến chỗ hôm qua để tìm những người đó Để hỏi tại vì sao họ lại đưa giấy tiền vàng mã cho anh Khi gõ cửa nhà người ta Thì họ trả lời là Nhà chúng tôi tối hôm qua không có ai đến cả Tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy có năm người đi vào trong nhà anh Làm sao mà không có ai vào nhà được chứ Người chủ nhà nghĩ bãi rồi trả lời là Không có ai mà Thật sự là không có ai đến Hôm qua chỉ có con lợn nái già nhà tôi Sanh được năm con lợn con Anh liền hết sức ngạc nhiên Liền nói Vậy thì tôi phải đi xem mới được Người hôm qua đưa tiền cho tôi Trên đầu có đội một cái mũ trắng khi xem năm con lợn con Thì quả nhiên có một con Có mấy cái lông trắng trên đầu Nên anh ấy mới dở lẽ Là tối hôm qua tôi đã gặp ma rồi Đó là đi đầu thai Người chết đi biến thành lợn Người ăn thịt lợn trong tương lai biến thành lợn Bị người khác ăn lại Chỉ gần đây nhất Là còn có một bạn đồng tu ở Thiên Tân đến đây Kể cho chúng tôi nghe chuyện người đầu thai làm chó Tôi đều yêu cầu họ ghi hình Bạn ghi hình đó có ở đây không? Có thể tìm lại ban ghi hình đó rồi phát cho mọi người xem Ở Thiên Tân có một bà lão Con trai bà đã mất được 2 năm Kết quả đầu thai làm chó Canh cổng ở một ngôi chùa Đã báo mộng cho mẹ anh ấy biết Mẹ anh ấy đến ngôi chùa đó nhìn thấy con chó Chó nhìn thấy mẹ Người và chó ơn nhau mà khóc Đây không phải là mê tín hoàn toàn là sự thật cho nên hàng ngày ăn thịt động vật thì bạn đã gây tổn hại cho chúng sanh rồi đã tạo nghiệp rồi câu nói này chúng tôi không thể nói nếu nói thì người ta sẽ nói chúng tôi mê tín gây phản cảm bình thường chúng tôi không nói những lời này chúng tôi hiểu rất rõ ràng rất minh bạch động vật cũng là một sinh mạng chúng ta đời trước cũng từng là súc sanh trong tương lai vẫn sẽ làm súc sanh chỉ cần bạn không thoát khỏi lục đạo luân hồi thì bạn nhất định không tránh khỏi làm súc sanh làm ngạ quỷ và đọa địa ngục là không tránh khỏi rồi trong kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện nói rất tương tận rất rõ ràng người thông minh người có trí huệ phật thường nói thân người khó được phật pháp khó nghe chúng ta được thân người được nghe phật pháp là điều hiếm có vô cùng không gì sánh được quyết định trong đời này là một cuộc chuyển đổi hạ quyết tâm không bao giờ tạo lục đạo luân hồi nữa vậy thì có phương pháp nào đạt được mục đích này không Phương pháp khẳng định là có Phật Không chỉ là Thích ca mâu ni Phật Nói với chúng ta Mà là thập phương hết thảy chư Phật Đều khuyên chúng ta Niệm a di đà Phật cầu sanh tịnh độ Dùng pháp môn này Thoát ly lục đạo luân hồi Rất thỏa đáng Ổn thỏa nên gọi là vã người tu vã người đi Thế nhưng Cần hiểu rõ ràng, minh bạch Đối với lý luận của tình độ Bạn mới không hoài nghi Bạn hoài nghi Thì bạn sẽ không thể xây dựng được lòng tin của bạn được Sau khi hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi Thì mới đoạn nghi sanh tính trong gần 10, 20 năm gần đây Chúng tôi tận mắt nhìn thấy người giảng sanh Tận tai nghe thấy người giảng sanh Không có bị bệnh giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Còn người đứng mà giảng sanh Ngồi mà giảng sanh Hoan hỷ mà giảng sanh Có rất nhiều người Gần đây Nguyên hội trưởng của cư sĩ Lâm trước đây Là lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh rồi Các bạn đồng tu ở đây đều nhìn thấy Ông là đệ tử Phật lâu năm thì nhưng thật sự nghe kinh Hiểu rõ ràng đạo lý Giảng sanh Phật Pháp Cũng chỉ là 3 bốn năm gần đây Chúng tôi giảng kinh ở nơi đây Khi ông sanh bệnh Những băng ghi hình giảng kinh của chúng tôi Ông đều mang về nhà Mỗi ngày xem 8 giờ đồng hồ Ông đã xem qua 4 năm Lòng tin kiên cố Vạn duyên buông xuống Nhất tâm mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ông biết được ngày giờ giảng sanh trước 3 tháng 3 tháng trước khi ông giảng sanh Người nhà ông nhìn thấy Ông đang viết chữ Viết ngày mùng 7 tháng 8 Ngày mùng 7 tháng 8 Ông viết 17 chữ ngày mùng 7 tháng 8 Mọi người đều không hiểu được đây là ý nghĩa gì Ngày mùng 7 tháng 8 hôm đó Ông đã giảng sanh Trước đó 3 tháng đã biết trước rồi Khi giảng sanh Tinh thần tỉnh táo Trước khi ông giảng sanh một ngày Tôi đi thăm ông Ông rất là tỉnh táo Điều này là chúng tôi tận mắt nhìn thấy Các bạn đồng học xuất gia Chúng tôi thay phiên nhau trợ niệm Khi trở về cư sĩ Lâm Thì quan gia trái chủ Của lão cư sĩ Trần này Đi theo pháp sư của chúng tôi về cư sĩ Lâm những oan gia trái chủ này nhìn thấy lão cư sĩ giảng sanh thế giới cực lạ cho nên cũng không báo oán cũng không đòi nợ nữa tất cả họ đều hoan nghĩ họ đến cư sĩ lâm để làm gì họ yêu cầu được quy y oan gia trái chủ nhập vào một bạn đồng tu ở cư sĩ lâm là vong nhập vào thân nói ra họ có bao nhiêu người Là quan gia trái chủ của lão cư sĩ Họ đến là có thiện ý Không có ác ý Cho nên thần hộ Pháp ở cửa cho phép họ vào Họ đi vào cùng với Pháp Sư Và yêu cầu quy y Cho nên chúng tôi quy y cho họ Sau khi quy y xong Họ yêu cầu nghe kinh Vì nghe kinh Nên chúng tôi giới thiệu giảng đường Ở tầng 5 Ngày ngày ở đó giảng kinh Bảo họ đến tầng 5 để nghe kinh Họ nói ánh sáng ở tầng năm quá mạnh Họ nói chúng tôi nghe kinh ở đó sẽ rất khó khăn Cho nên yêu cầu được nghe kinh ở tầng 2 Và tầng 1 ở cư sĩ lâm Chúng tôi hiện tại mở tivi 24 giờ đồng hồ Không gián đoạn phát băng ghi hình giảng kinh Việc mở phát băng ghi hình giảng kinh Là để cho quỷ thần họ nghe cho nên vì cư sĩ mà bị vong nhập khuyên anh em trong nhà của anh ấy phải nghe kinh anh nói các anh mà không nghe kinh thì nghe đến quỷ cũng không bằng quỷ mà còn đòi phải nghe kinh đây là sự việc xảy ra gần đây của chúng ta một chút cũng không giả không phải là bịa đặt cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được phải minh bạch khi hiểu rõ rồi thì sẽ giác ngộ cuộc đời này của chúng ta cần lợi dụng cái thân thể quý giá này để mà tu thích công đức chân thật của chính mình Thì tiền đồ của chúng ta Kiếp sau của chúng ta Sẽ tươi sáng Tôi trong 40 năm nay Nhìn thấy người giảng sanh rất nhiều Điều này không phải là truyền thuyết Cũng không phải là ghi chép trên sách xưa Mà là tận mắt nhìn thấy Tận tai nghe thấy Một chút cũng không giả Những người này là minh chứng cho chúng ta Là tu hành chứng quả là có thật Là sự thật chúng ta nên chăm chỉ nỗ lực tu học hiện tại xã hội này rất động loạn thời cuộc không yên toàn thế giới đều là như vậy cần phải chăm chỉ nỗ lực vinh hoa phú quý của một người trong cuộc đời này không phải là ngẫu nhiên Mà là do đời trước vung trọng Đạo lý này Trong liễu phạm tư huấn Đã phát huy vô cùng thấu đáo Cho nên con người sanh đến thế gian này liệu chúng ta có bao giờ nghĩ đến tại vì sao ta lại đến thế gian này ta đến thế gian này là để làm gì sau khi đời này hết rồi ta lại đi về đâu có thể nói đây là vấn đề lớn của nhân sanh nếu như có thể nghĩ đến được vấn đề này thì người này bắt đầu dần dần giác ngộ rồi chỉ cần thường xuyên để vấn đề này ở trong tâm mình nhà phật gọi là nghi tình tiểu nghi có tiểu ngộ đại nghi có đại ngộ thường xuyên nghĩ đến vấn đề không cần thiết đi tìm cầu đáp án tìm cầu đáp án thì là vọng tưởng rồi mà lâu dần thì sẽ ngộ nhập hốt nhiên đại ngộ, bạn liên sẽ hiểu rõ. Hơn nữa, Phật trên kinh nói với chúng ta, nhân sanh thu nghiệp. Chúng ta nghe câu nói này cảm thấy rất buồn. Thế nhưng đó là sự thật. năm 1977 tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Ở tại giảng đường Quang Minh của lão pháp sư Thọ Giả. Trên đại điện giảng đường của ông có treo một câu đối. Trên câu đối viết là: Phu thê là duyên, có thiện duyên có ác duyên oan oan tương báo vế thứ hai viết là con cái là nợ có đòi nợ có trả nợ không nợ không đến cặp câu đối này đã viết ra tương tận mối quan hệ giữa người với người ở trong thế gian rồi quan hệ giữa người và người là gì là ân oán nợ nần nếu như không có ân oán nợ nần thì sẽ không gặp nhau. Chúng ta hàng ngày đi lại trên đường, nhìn thấy rất nhiều người cũng không có ai chào hỏi bạn. Đó là gì không có duyên. Nếu gặp gỡ bạn cười với bạn, gật đầu với bạn thì đó cũng là duyên. Nếu trừng mắt nhìn bạn, nhìn thấy bạn không vui, đó cũng là duyên cái duyên này cạn đại khái trong đời bạn chỉ gặp một lần sẽ không gặp lại nữa nếu như duyên sâu thì sẽ trở thành bạn bè trở thành thân thuộc trở thành người một nhà đó chính là sự việc như vậy cho nên phật nói với chúng ta nhân sanh thù nghiệp bạn tạo nghiệp báo trong đời quá khứ thì đời này bạn đến thọ báo đây là nói về chúng sanh trong lục đạo công một người nào tránh khỏi phật bồ tát trong lục đạo hiện thân thuyết pháp hiện thân là tùy loại mà hiện chúng sanh có cảm phật liền có ứng phật hiện thân thuyết pháp là vì điều gì là vì giúp đỡ những chúng sanh này giác ngộ giác ngộ được thì tốt rồi đem thiện duyên và ác duyên của bạn đều chuyển hóa thành pháp duyên cho nên học phật không có gì khác học phật chính là khai trí huệ trí huệ khai mở rồi thì hiểu được làm thế nào để chuyển biến Chuyển thành Pháp Duyên Điều này mới có thể giải quyết được vấn đề Cho nên Thánh Hiền Thế Xuất Thế gian Dạy chúng ta cần phải tích công lũy đức cải thiện một cách triệt để tiên sinh viên liễu phạm là một tấm gương từ xưa đến nay trong và ngoài nước những tấm gương như ông có rất nhiều chỉ là không ghi chép ra thôi Không được lưu thông Chuyện của ông được viết thành văn tự Người đời sau xem được thấy là quan hỷ Cho lưu thông với số lượng lớn Nên chúng ta mới biết được Là có một chuyện như vậy Kỳ thực người giống như Tiên sinh viên liễu phàm Giác ngộ như thế này Sửa lỗi như thế này Thanh tựu như thế này thì có rất nhiều Chúng ta cần hiểu rõ Chúng ta cần học tập Dẫn mạng là từ đâu mà có vậy Dẫn mạng là do chính mình tạo ra Trong đời quá khứ tạo nghiệp thiện Đời này đến hưởng phước Nếu trong đời quá khứ tạo nghiệp ác thì đời này phải chịu khổ chịu nạn rồi không phải là do người khác tạo cho mình cũng không phải là thượng đế tạo cho mình cũng không phải là diêm la dương tạo ra cho mình mà là chính bản thân chúng ta trồng nhân như thế nào thì đời này sẽ kết thành quả báo như thế đó cho nên đó chính là tự làm tự chịu hiểu rõ chân tướng sự thật thì bất luận là chúng ta hưởng phước hay chịu tội thì trong tâm chúng ta sẽ rất bình lặng sẽ không oán trời trách người nhìn thấy người khác có vinh hoa phú quý thì cũng không ao ước nhìn thấy người khác chịu khổ chịu nạn thì tâm thương xót tự nhiên sanh khởi lên biết được hết thảy sự việc đều là do có nhân nên mới có quả thì chúng ta liền biết được làm thế nào để cải thiện tổng nguyên tắc tổng cương lĩnh của việc cải thiện chính là đoạn ác tu thiện hơn nữa phật dạy chúng ta như chư phật bồ tát các ngài thực hiện được còn thù thắng hơn chúng ta cao minh hơn chúng ta các ngài có thể lìa hết thầy tướng mà đoạn ác tu thiện chúng ta ngày nay đoạn ác tu thiện rất tốt nhưng không làm được việc lìa tướng phật nói cho chúng ta biết cây nhân quả bên trong nếu như lìa tướng đoạn ác tu thiện thì bạn liền chuyển phạt thành thánh bạn liền trở thành bồ tát trở thành phật nếu bạn không lìa tướng mà đoạn ác tu thiện bạn sẽ được quả báo ở trong lục đạo hay nói cách khác đó là việc các hung họa phước của Phạm Phu Không phải là của Thánh Nhân Sự khác nhau giữa Thánh Nhân và Phạm Phu Chính là ở chỗ có thể lìa được hết thầy tướng hay không